Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm mới nhất hiện nay của hãng, đó là kính áp tròng nhìn xuyên bài 12D. Đây là một trong những sản phẩm mới để mình nhập khẩu và phân phối này. Đây cái hộp sản phẩm kính Mỹ áp tròng nhìn xuyên bài 12D các bạn nhá. Ưu điểm này, đây là công nghệ sản xuất mới giúp kính đeo êm mắt này, không đau mắt, là không cuộn mắt. Đấy, và thời gian sử dụng kính lên đến 3 năm luôn. Và thời gian đeo một trận chơi thì anh em thì đeo cả ngày không sợ đau mắt. Đấy, thì bên trong này nó vẫn như vậy này, vẫn có những cái cấu tạo như bình kính bình thường khác này. Đấy, đây là hộp mà bảo quản kính, mỗi một lọ thủy tinh là một mắt, không phân biệt trái phải. Đấy, anh em đeo về đạm được. Đây là cái bộ dụng cụ để anh em đeo kính này. Đấy, cái lắp vàng này là khi đi xa là anh em đeo đúc của túi quần, tránh đúc cái lọ thủy tinh này nó vỡ. Đấy, cây đeo và kính để anh em đeo cho tiện này. Thì cái ưu điểm như mình vừa nói này, cái kính Mỹ 12D này nó rất là bền bỉ và dai. Thì để chơi bộ môn kính Mỹ nhìn xuyên bài 12D này, các bạn cần kèm theo những bộ bài đã được xử lý, bên nhà mình xử lý nhé. Đấy, bên nhà mình đã xử lý qua cái công nghệ thì mới nhìn được. Chứ còn kính thường là cái kính mà không thể nhìn bài ngoài chợ đâu. Đấy, mình nói qua anh em vậy. Thì khi anh em nhìn bài thì sẽ nhìn thì nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ bóc một bài để mình thử cho anh em xem. Đây là một bộ bài này. Đây mình này. Khi bài bình thường thì nó như thế này. Đấy. Em nhìn không? Bài nó rất là bình thường thôi, nó không có cái gì cả. Mắt thường nó không thể nhìn thấy, chỉ khi đeo kính áp tròng nhìn xuyên bài thì mới nhìn thấy. Đấy, mình sẽ đeo cái mắt kính thử này vào mắt camera để cho anh em nhìn xem nhìn bài như nào nhá. Thì khi anh em đeo kính để trong cái hộp kính Mỹ 12D này thì chắc chắn là sẽ rõ hơn gấp 10 lần mình đeo cái kính thử này. Đấy, anh em nhìn này, số rất rõ ràng rồi kìa. Đấy, thì do là mình đeo cái kính thử này thì sẽ không thể nét bằng anh em đeo cái kính của nó nhá, đeo trực tiếp vào mắt nhá. Đấy, đây mình nhìn để cho anh em hình dung qua này. Thì cửa hàng nhà mình có hai cửa hàng, một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Đấy, anh em có thể trực tiếp qua cửa hàng để mà test hàng, thử hàng. Đấy, đây mình sẽ lấy cho anh em xem cái kính ở bên trong nó như nào nhé. Nó rất là mỏng luôn. Đấy, anh em nhìn này, rất là mỏng luôn, đeo rất là êm luôn nhá. Thế anh em có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp cái số điện thoại của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì bên công ty máy bài bịp CVK Việt Nam để làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm này. Mẫu máy bài mới CVK 800, CVK 900 và những cái mẫu máy bài tầm trung khác 680 và CVK 700. Thì khi các bạn lưu ý cho mình này, tất cả về các bạn mua máy bài các bạn liên đến cơ sở lớn nhà tôi để các bạn có nhiều máy móc và được giá cả ưu đãi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cái mua máy bài thì các bạn cần quan tâm đến tốc độ bảo bài. Đấy, và chế độ bảo hành thì các bạn cứ qua trực tiếp cái cơ sở lớn như tôi là phân phối độc quyền về dòng máy bài ở Việt Nam, thì các bạn có thể qua hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn. Đấy, thì để đến nhân viên trực tiếp làm việc hướng dẫn các bạn chơi làm sao hiệu quả nhất, chơi làm sao được bền vững tiền. Thì cái video tiếp theo này sau tôi sẽ đi vào chi tiết giới thiệu qua các bạn về những tốc độ báo và những cái dòng máy bài. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam để làm cái video để giới thiệu các bạn cái những cái mẫu máy đánh bài cao cấp và báo bài nhanh hiện nay. Thì để không làm mất thời gian các bạn, tôi đi vào tôi đánh luôn khi giới thiệu qua con máy đánh bài. Đây thì đây dưới trên tay tôi là các bạn là con máy đánh bài CVK 900, đây là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện luôn nhé. Đấy, anh em nhìn thấy bảo là bọc giấy bóng nên là
chưa sử dụng. Đấy, vẫn đang còn nguyên đai nguyên kiện. Và tôi sẽ đăng nhập và tôi sẽ che cái màn hình đi. Để mà khi mà anh em có mua hàng người ta cũng không biết mật khẩu người ta vào. Tôi sẽ test cho anh em cái môn bài liêng với con máy bài CVK 900 này. Thì nó có rất nhiều kiểu báo anh em nhé. Nó rất nhiều kiểu báo về cái môn liêng. Báo một nhà lớn nhất, báo hai nhà lớn nhất, báo xả lá. Đấy, có rất nhiều kiểu báo. Tôi sẽ để là chế độ là báo hai nhà lớn nhất đi. Đấy. Thì khi chơi tất nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái tai nghe siêu nhỏ để mà đeo vào tai. Thì đây là cái tai nghe của nó này. Để tôi cho các bạn xem qua cái tai nghe. Mỗi một cái máy đánh bài sẽ có thể kết nối được nhiều cái tai nghe. Đây, tai nghe nó dạng như này. Đấy, rất nhỏ đấy. Mỗi một dòng máy đánh bài ạ, thì nó có thể một con máy đánh bài có thể kết nối được là tối đa là 8 cái tai nghe. Đấy. 8 cái tai nghe các bạn nhé. Đây tôi để môn nào. Máy là tôi đặt thật báo cái bài môn bài liêng này. Hai ba. Đấy, bốn nhà chơi. Đây xem bốn nữa. Đây 5 nhà chơi. Đấy. Máy báo 2, 3. Đây các bạn có thể nhìn qua này. 5 nhà chơi máy báo 2, 3. Đó. Như vậy các bạn nhìn này. Đây đây. Nhà số 2 này, nhà 9 điểm này, môn liêng này. Đấy. Nhà số 3 là 4 điểm. Máy báo chuẩn xác 100% nha. Đây. Nhà này thì không có gì rồi. Đó. Thứ nhất là nhanh và thứ hai là chuẩn xác. Đấy là cái hiệu quả của cái máy đánh bài. Mã vạch. Đặt bài ngang dọc không quan trọng các bạn nhé. Đây, tôi sẽ trở lại và chuyển sang cái chế độ là xả lá. Có nghĩa là cắt báo. Máy nó báo bao nhiêu, bỏ bao nhiêu lá, mình bỏ bao nhiêu lá mình nhất. Bỏ hai lá đi này. Nhà này sẽ là nhà cao nhất. Đấy. Bạn nhìn này, 8 điểm này. Lớn nhất này. Đây là con máy đánh bài CVK 900. Đấy, con là tiếp theo là đến với con máy đánh bài CVK 800. Đây. Tất cả máy nhà tôi sẽ bảo hành 1 năm và đều là nguyên đai nguyên kiện hết, còn nguyên siêu với bóng. Với con máy này tôi sẽ cài đặt cái chế độ chơi môn bài 3 cây. Đấy. Tôi thử cho anh em môn 3 cây. Thì với môn 3 cây thì anh em phải lọc. Chỉ lấy từ 1 đến 9 thôi, con người bỏ đi. Máy mà đã báo là chuẩn xác 100%, không bao giờ sai được, tôi khẳng định với bạn luôn như thế nhá. Đấy, vừa bà cười thì cứ đến vòng mình bốc cái là mình chắc chắn mình sẽ nhất. Đấy. Hai là mình bỏ đi hai lá tính cái. Đấy, đây là bốn nhà chơi, 1 2 3. Đấy, chia từ đây là mình sẽ nhất, cứ bốc cái là nhất, bốc cái là to lên. Đấy, 9 điểm rồi. Đấy, anh em nhìn đi, đây là ba cây này. Nhà số 2 này. Các bạn lưu ý cho mình này, máy này là có thể chơi được tất cả
các môn bài ở Việt Nam. Đấy, bạn lưu ý như vậy nha, cho tôi nha. Tất cả các môn bài ở Việt Nam. Còn đây là con máy bài CVK 700, CVK 680. Thì mình đang dùng con cao cấp này thì không nghiên cũng không thử con nào nữa. Bây giờ tôi sẽ trở lại đánh test cho các bạn luôn cái môn bài cào ở miền Nam đi. Với con đánh bài CVK 800 này nhá. Chúng ta sẽ bỏ qua con đánh bài CVK 700, CVK 680 luôn. CVK 800 là gì đây? Tôi sẽ test cho các bạn môn bài cào ở trong miền Nam nhá. Tôi để báo hai nhà lớn nhất thôi cho nó dễ. Đó. Các bạn nhìn để đây. Đặt ra là báo luôn này. 3 2 cắt gì này? 2 4 3 đó. 4 3 4 3. Người ta mình đặt xuống nó báo một kiểu, khi người ta cắt đi nó lại báo một kiểu 4 3. Không bao xài được, khẳng định là 4 3 là hai nhà lớn nhất. Môn bài cào nhá. Đây các bạn nhìn qua này, 43, nhà số 4 lớn nhất. Đây. Các bạn nhìn đây. Nhà số 3 này. Nhà nhì này. Và hẳn nhà còn lại không có gì. Đấy, môn bài cào các bạn nhá. Tôi test thêm cho các bạn môn bài binh Ấn Độ. Với con hay còn gọi là binh sáu lá. Thì các bạn muốn biết về chi tiết về cái dòng máy này thì các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội, Sài Gòn nhé. Máy báo 2 là 2 sẽ là lớn nhất. Binh 6 lá này chúng ta sẽ chia 6 lá và sẽ ghép một thế bài mạnh nhất nhé. Đó, thì chúng ta sẽ máy báo 2 là nhà này. Đây, sẽ ghép cho các bạn thế bài. Đây. Như này là 99 này, không phải nói chuyện nhiều đâu này, các bạn nhìn luôn này. Đấy. Đánh bài binh Ấn Độ hay còn gọi là binh 6 lá 99 thì không phải so nữa, nó thẳng luôn như thế cho nó nhanh luôn. Đây, nhà này có xếp bằng dời luôn, không có gì. Đây. Xếp đi xếp. Đấy. Nhà còn lại này. 99 thì không phải nhìn nữa. Đây. Các bạn nhìn luôn này. Máy báo là chuẩn xác 100%. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng thì các bạn có thể qua trực tiếp hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn. Hà Nội thì các bạn qua gần ngay bến xe Mỹ Đình, còn Sài Gòn thì các bạn qua ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức để mà test về cái sản phẩm mà máy đánh bài mã vạch này. Ngoài ra bên tôi phân phối rất nhiều dụng cụ cờ bạc, có thể qua cơ sở để mà kiểm và xem nhé.